Em xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay em lại đi review một cái vườn ong ở dưới Lục Ngạn Bắc Giang nhá. Đó. Đây thì do là cái diện tích là nó hơi chật nên là người ta để thùng ong san sát nhau luôn này. Đó. Ong nội đấy nhưng mà để như ong ngoại nhá. Đây. Nhàn nhàn cả sang kia nữa. Cứ nhàn 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 đấy. Ở trên kia nữa. Ong đi lại rất tấp lập luôn này. Anh nè. Cái tổ kia kìa, cái tổ hồng xanh kia hôm qua nó ra coi là cứ bằng cái nó đỗ bên ngoài như cái rá ấy. Bây giờ nó muốn đi không phải đâu, nó nóng rồi. Quả không chắc là thật nó quả ra xong rồi nó đỗ ở ngoài cứ như cái rá ấy. Tổ kia kìa, còn cái tổ tách ra hôm qua lấy thì nhờ lấy một cầu tôi bắt ở kia gì lấy cái hình như lấy là tổ này tôi bắt ở kia như thế cho tối mới cho vào nó này mưa cắn hết ấy, mưa cắn màu ác. Ui ác thế cả anh hả? Ác thế à? Không phải nó mưa nhưng mà nó đại khái là lưỡi mèo nó chia ra đang kẹt nhau mà. Ui thế này mình đứng đây tí nó kiểu gì cũng ăn nữa. Này nắng thì không sao, rồi mưa hôm qua lấy từ bên ngoài vào kia là nặng mà. Mũ thì gần đâu giờ đâu. Anh còn cái mũ nào? Hả? Còn mũ nào? Mũ người ta phải ấy chứ, người ta ong này thì người ta phải làm nó phải thế chứ, tí nó có mùi. Đâu bảo có mũ ở trong chứ có thế. Quá. Mũ bảo hộ cho đúng em cái. Đúng không sợ, làm sao mà sợ. Em chỉ ngại nhất là đốt ở mặt nó sưng thôi, còn đốt ở chỗ khác kệ. Không quan trọng. Nhưng mà đốt ở mặt nó sưng. Cái đến gần đây nó giữ nó phải nào nhằng nhằng. Ui, phen đẹp phết đấy. Đang đỏ. Mặt đang vào. Đấy. Mưa suốt hả? Mưa suốt nhưng mà như này là đẹp. Khỏe đấy, như này nó khỏe. À. Bật suốt này. Nó phủ. Hơi kém nhỉ? Mặt hơi kém. Nó mưa. Mặt như này là sao quay được? Không quay được. Cắn mấy này mưa cắn hết. Mưa đó. Ông mới đi uống rượu về. Ừ. Tháng này mấy nhầm nó cũng bỏ đi đi à. Mất công rồi. Chỗ này chắc là đông. Ông xin đừng. Đây vài nhà ông ở trong quán kia ông ấy cái thằng nó bắt được diêu nó đánh được diêu ấy. Hả? Ông mình luôn trong ấy cái thằng ở cái thôn Khải nó đánh được hai con hiêu ở bên khu xóm khu nhà có còn có nhung nữa. Toàn hiêu ấy đấy bộ. Đây. Không phải nó đánh mà hôm nay ở trên quán như này. Nó bẫy rồi vậy cái cổ ấy đang cổ đang cứ quay mặt như thế mà cổ hết mặt mặt dáng cổ phấn này à phủ như thế đây ừ, ôi nhộng phấn đấy như cái này bên nó phủ hết đây ra tay tay với ấy từ từ thôi đấy với anh thế là nó sao sau đây nó mà phủ đấy, tầng bên trong nó phủ còn ác hơn nó mà thế kia mà không lát đi thì đấy, không thể bây giờ mà quay được cái này là mưa suốt đấy mưa suốt đấy nó là mưa cầu đấy là đẹp đấy cầu nào cũng đẹp ba cả. Quả anh không bao giờ có sự kiện của ông được xây ở cái lỗ góc đâu đi không? Ê, cầu trong kìa như mùa luôn này kìa. Nó dày nữa.
cái này cái biết đang sợ nó không quay đi thì nó chia xuống những cổ như rất là đẹp nha, vòng mặt rộng xây mèo lúng tung beng hết này. Mấy lần trước nó còn xây ra những cái quạt ấy. Dày như ông cây thôi, là dày như ông ngoại ông cây. Cây bạn nhìn thấy nó còn đấy, cây nhìn còn cái này. Hòm xanh kia à, hòm ấy hình như đông buồn quá mẹ, hôm qua nó ra cứ như thế này là khả năng là tổ là muốn chia xuống phải hai vòng này để bác em là con thoải mái chưa quần này quá ok. Bây giờ mình phải nuôi ong, bây giờ tôi cứ bắt vào thì bắt đầu rũ sang để cho sang bên cầu kia nó ở thôi, để nó lên làm nào làm ấy chứ còn. Cứ bắt vào là rũ cho một cầu đấy, đây cuốn phủ cầu kia có vấn đề, cầu kia mới chạy. Cái cầu kia nhưng mà chưa biết thì chỉ ở trong mấy cái kia. Cầu ngoài mà nhộng tốt phết nhỉ. Đấy, có một tầng như thế mà cái bên ngoài nó phủ rồi thì bên trong phủ hết xanh rồi. Cái này quay được. Mới quay 2 tuần như mấy bố nhỉ? 2 tuần. Nay mới là 2 tuần. Đấy, nhộng rất tốt nhé. Đây là mong chú cứ vất vạ vào vật đây, khá thèm đấy yêu rồi. Thì sẽ cứ tầm 15 hôm mới lên một hôm. Dạ. Ừ. Đấy. Ông cái này thì no cái gì, nghĩ cái gì đâu. Dạ. Yeah. Thì ăn mới ngủ. Cây bốn cầu đẻ được cả bốn này. À, ông ở Bắc Giang có Thái Nguyên thì ông Bắc Giang này quá là đẳng cấp gì nữa, bốn cầu đẻ cả bốn này mà còn không bo đúng không? Bo gì đang đánh mật. Chẳng bo bùng hết này. Đang đánh mật đi bo nói chuyện. Ông vẫn đang đánh mật bốn cầu đẻ cả bốn. Thì cầu nào cầu đấy cũng phải. Nhộng nha, quá đẹp. Đây mẹ cái đã kỹ năng xây cầu đã không bao giờ là của ông đực ở góc cầu thiết cầu không có kẻ nào nó cũng vương biết. Mèo đây cái bộ mèo cái này là cái đéo mèo mèo đấy, cái mèo này nó mình cái cầu này nó tự bị vậy vậy là nó xây cái đấy khoe tí mèo. Mà đây là nguồn đây còn chưa nhiều lắm đấy, gọi là có nguồn đây nhỉ. Mưa suốt nhỉ. Mưa suốt. Ông này mà bằng nguồn mạnh thì chỉ nắng ba hôm nữa thôi, vẹ không phải quay nhanh thì nó chia hết đàn. Đấy, quân này. Quân. Nắp cái quân này đéo tính. Mà đây là nắp quân này lên là còn dùng thước ấy nhỉ. Ừ. Cũng còn kẹp thước ấy. Kẹp chứ, ông nội này mình phải kẹp thước. Kẹp thước thứ nhất là nó tập trung hết xuống dưới con. Nó lùi nhọng nhỉ. Nhọng thứ hai nữa là cái thước này là nó là cả ông mình cũng khỏe thì nó không bao giờ nó xây nắp dính vào ấy. Ôi trời. Nó không xây dính cái tầng này vào này, lúc nó nhấc ra nó mẹ dính khủng với nắp phải không? Thế là mùa nào anh cũng kẹp thước nhỉ? Mẹ mùa nào cũng kẹp. Thế lúc bo có thì có bỏ không? Phải mua. Không bo. Người ông mấy năm nay không biết bo phấn thì phấn thì còn có vành ấy, bo làm gì á. Chỗ này hơi kém nhỉ. Đang vào nhộng C. Chỗ này nhộng hơi kém tí. Nhưng mà C vẫn là đẹp. C nhiều. C đang vào. Cầu ngoài. Nói chung là ba cầu, bốn cầu mà cầu nào cũng có là đẹp. Khỏe. Ông khỏe. Đấy. Cầu thứ hai cũng có nhộng. Vô tội mặt kẹo, đánh hơi kém. Mặt thì hơi kém thật. Đấy, em nào đấy. Đó, mê đấy. Nói chung cái mùa này ong thế này là đẹp rồi. Ong này, ong Bắc Giang nhá. Anh em nào mà có nhu cầu ong giống hay gì thì cứ comment lên đây thì
tôi sẽ cho địa chỉ và toàn phố mới và số điện thoại của anh chủ vườn. Đây là ong này là của anh tên là gì nhỉ? Luân. Anh Bắc tên là anh Luân ở Bắc Giang. Đấy. Bắc Giang. À, anh Luân Lục Lam nhỉ? Lục Lam Bắc Giang. Chuyên ong giống các loại. Chuyên ong giống các loại. Ong Quân thì không cần nói. Quân này ui rồi. Yo, để bắn ngăn à, bắn ngăn rơi ra. Bắn ngăn trời thà rồi xây luôn mèo này. Ong thì cực khỏe luôn các bạn. Hôm nay là 1 tháng 8 bán mà rơi ra. Ông không có bia biết gì, ông không bo gì ở đây này, quên cái bán ngăn rồi mà nó xây mèo kinh luôn. Bán ngăn rơi ra mê này. Đấy. Giờ đây 4 tổ này 4 cầu nhá, 4 cầu chắc hết đi, xem đẻ được mấy cầu là bán ngăn rơi ra. Đây nói 10 tổ như có 10. Đây cuối xét, cuối xét đẻ có thể chửi chưa khỏe hay không là xem về lượng đẻ này. Cầu thứ hai vẫn có trứng này, vẫn có nhộng, nhộng đầy đủ. Ông không bo, không bo phân, đang quay mật đàn trắng đấy. Cầu nào cũng có nhộng luôn này. Nhộng thì tuy nhiên thì vẫn là nhộng mắt sàng nhưng cũng khá dày, chưa được mê cháy nhưng mà cũng rất là tốt rồi. Cái này rất là ok à. Ong này đánh mật liên tục, không có mây cháy này. À, đánh mật liên tục à? Bởi vì những con nó bị đánh mật liên tục này, nói chung là đây, nó có nhộng được đây. Cầu trong cùng này hơi kém một tí. Nhưng nó là C, C đẻ đây đấy, C to này. Đâu, đây đâu. C trứng đẻ trắng, nó mới nở hết rồi. Trứng đẻ trắng tinh. Ừ, C nhỏ ít. C nhỏ nhiều. Nói chung là phải có nớp thế này nớp thế kia thì ong nó mới đẹp. Nếu mà đặt cái mê cháy thì cái nở ra thì không, ong không đẹp. Nói chung là nó nở phát hết những cái mê đấy, nó tụt nó tụt từng mảng luôn nhờ. Ong nó phải có đẻ chúa, đẻ theo vòng. Ok, đây thì mở tổ đéo cũng thế, không phải chọn. Ong đây làm cũng giờ đẻ tổ này không nứt cái thùng. Ôi giời ơi đất hết thùng nhỉ? Sợ không? Quân thì thừa quân. 4 cầu. Đừng có mà táng vào đầu ta. Rồi, 4 cầu nữa mèo nhá. Mèo này. Mèo mấy chó. Chó này chúa thằng riêng. Toàn bộ chúa thằng riêng hết. Rồi, mật đây. Ừ, mật nhộng. Mật nhộng cầu ngoài. Rồi. Chắc ở khoảng trong chứ không phải xem nữa nhá. Xem phí thời gian ông này. Đây, mặt này. Xe đang lên cầu đùng. Rất là ok. Thôi, không phải xem cầu trong nữa. Nhìn thấy là biết rồi. Phân rồi đây đấy nè. Rồi, em kết thúc cái video review vườn ong ở dưới Bắc Giang tại đây nhá. Anh em có nhu cầu hay là có gì muốn giao lưu thì cứ comment vào bài viết của video nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.